Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây thì một đoạn đường trên phố Hoàng Ngân, thành phố Hà Nội đã bị lực lượng chức năng phong tỏa để tiến hành bắt giữ 3 con chó dữ trong tình trạng là thả rông và không đeo dọa mõm. Thông tin này thì đang gây hoang mang cho người dân. Hãy cùng S News cập nhật nhé. Được biết thì khoảng 6 giờ sáng nay ngày 30 tháng 5, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa nhận được tin báo từ người dân về việc là trên phố Hoàng Ngân có nhiều chó dữ được chủ nhà thả rông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ngay lập tức thì lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa đoạn đường để cảnh báo và đảm bảo an ninh trật tự. Trao đổi với phóng viên sáng ngày 30 tháng 5, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho biết đơn vị vừa tiến hành phong tỏa một đoạn đường trên phố Hoàng Ngân để phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 3 con chó đang thả rông không rõ mõm. Nhiều nhân chứng kể lại là có 3 con chó được chủ nhân để trong ô tô. Tuy nhiên thì người này quên hạ cửa kính nên 3 con chó đã nhảy ra bên ngoài. Do chó giữ lại không được dọa mõm nên mọi người không dám di chuyển qua. Sau khi bắt giữ thành công, Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa đã mời chủ nhân của đàn chó về trụ sở để làm việc. Được biết thì theo nghị định mới của chính phủ ban hành, với hành vi không đeo dọa mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600 đến 800 nghìn đồng. Đối với trường hợp thả rông chó trong thành phố, nơi công cộng hoặc là để vật nuôi gây thiệt hại cho người khác thì sẽ bị phạt từ 100 đến 1 triệu đồng. Với những trường hợp chó dữ tấn công gây tổn hại cho sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại. Được biết thì chó và mèo là những loại vật nuôi vô cùng quen thuộc trong các hộ gia đình tại Việt Nam. Tuy nhiên thì trước khi quyết định chăm sóc loại thú cưng này thì mọi người cũng nên tìm hiểu rõ thông tin cũng như là quy định của pháp luật về loại vật nuôi này để đảm bảo an toàn cho mọi người. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.